chưa? Chúng em kêu lại từ từ cô chú chị mình ha. Hiểu rồi. Khách sạn 2019 nói gì trời, mấy người này quê mùa quá à. Xuân gì đi mấy gì ra con mấy gì đi buôn gì đi con buôn gì đi buôn gì ra buôn gì đi buôn gì ra cùng mắt đông má trên rừng trường sơn à. Thông báo các nhà mình nghe thông báo cho kỹ giùm em nha. Và đặc biệt nhập loại sau là nhập loại 20 nằm trong lỗ một tập là bé. Chúng ta nhận qua tặng phẩm là một chiếc TV Asanjo 40 inch. Xin được hết thông báo giờ số tiếp. Ủa? Tự nói gì quan trọng lắm mà. Anh ơi, một cái đó không quan trọng hả em? Cũng quan trọng nhưng mà cái đó là nói rồi. Chưa, bây giờ là mình bán cái dòng sau là mình phải nói đó. À vậy hả? Quan trọng chưa? Dạ rồi. Rồi bắt đầu tiếp tục. Anh ơi nha. Muốn gì ra đấng Tây Ninh vừa xinh mà vừa đẹp, đất quê mình vừa hẹp mà đông dân à. Dân về phá núi mà đào sông, dẫn nước vào đồng cho lúa mà trổ qua. 43 là chiếc lá cờ chưa hơn. Chờ nó tiếp. Cái gì ra, muốn gì ra. Anh ơi. Anh ơi. Rồi, hát đi em. Cao cao bên cửa sổ đâu. Có hai người alo nói em tắt mất rồi. Có hai người hôn nhau.
đường phố ơi, hãy im lặng. Em ơi, em mắc. Tự nhiên ta xì mà bấm kêu má mắc. Mắc cái gì thì đi vô toilet chỗ ta. Sạch sẽ, hợp vệ sinh. Chị yêu. Thành phố ơi, hãy im lặng. Để hai người. Đấy, 57. 57. Từ từ để chúng ta cùng nhau kiểm tra lại nha.
và chủ nhân 273 là bé màu xanh hợp lệ 52 có 1 32 từ từ nha chị, có 2 Tháo lông mì bớt đi lại rồi 16 có 3 còn số 6 20 bà nội. Ủa vậy hả? Cầm đèn chạy trước ô tô có rượu rồi đứng kế con đi rồi thúi hẻo luôn rồi. Chị ba nhận giùm em nha, một lốc nước yến và một cái phần nước tài trợ và một cái con gấu bự chặt anh ấy. Em muốn chọn con nào chọn? Ủa rồi. Có một mình chỉ chúng hả? Một mình chỉ rất là đặc biệt luôn. Dạ cho chị chúng TV luôn đi. Không được, dòng sao 20 ngàn và tặng cái áo mưa cho nhỏ nữa. Rồi dòng lại đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt nha. Rồi bây giờ xin mời các nhà mình nhớ ủng hộ dòng lại đặc biệt đi khán giả. 20 ngàn đồng cho bà lá bé. À Cần ơi, các cái khúc trên này trước là mình dài xuống dưới luôn. Đó khán giả mình trên này là mua vé rất là nhiều nha. Khán giả mình ở trên này rất là nhiệt tình ủng hộ bé. Và ở trên mình bán dài dài xuống dưới và tút nằm xa nữa, khán giả nào có nhu cầu mua vé chỉ có một dòng loại đặc biệt này thôi. Chúng ta sẽ được nhận qua phần quà đặc biệt nhất trong tuần là một chiếc TV Asenjo 40 inch và mỗi tờ vé tương đương trị giá là 20.000 đồng và một vé là một cơ may và một vé là một niềm hy vọng. Thì ngay từ bây giờ khán giả mình nhớ đầu tư cho chúng ta mỗi người một phiếu để chúng ta sẽ có một cơ may ngay từ bây giờ. Còn có 3 tuần nữa là Tết rồi quý vị ơi, chúng ta chỉ bỏ ra 20 ngàn chúng ta có thể đem một cái TV về chúng ta coi lưu tô suốt mùa xuân. Và đặc biệt các nhà mình nhớ nha, thưởng thức với chương trình ca nhạc đặc biệt tối đêm nay thì chúng ta nhớ ủng hộ vé. Và bây giờ một tiết mục đặc biệt được dành tặng cho khán giả mình, xin mời khán giả mình hướng mắt về sân khấu gặp gỡ và giao lưu cùng với hai Đắc Quyền, Luna and Lomi. Và quý vị hãy để ý tới đôi giày của